Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập cấu hình vệ tinh cho dòng đồng hồ đa môn thể thao Fenix 8. Đồng hồ của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để thiết lập kết nối vệ tinh. Tùy chọn đầu tiên bạn sẽ được tìm hiểu là thiết lập cấu hình vệ tinh mặc định. Cấu hình này có thể được áp dụng cho tất cả các hoạt động ngoài trời và có thể được thiết lập trong tùy chọn cài đặt chế độ tập trung. Đầu tiên, nhấn và giữ nút Up để mở menu cài đặt. Nhấn nút Down để cuộn đến cài đặt đồng hồ. Nhấn nút Start, Stop để chọn. Cuộn xuống và chọn chế độ tập trung. Bạn sẽ thấy lời nhắc về việc sử dụng chế độ tập trung. Cuộn xuống rồi chọn nút Start, Stop. Sau đó cuộn xuống và chọn hoạt động. Bây giờ hãy chọn vệ tinh. Tại đây, bạn có thể chọn đặt cấu hình vệ tinh của mình với các chế độ sau: tắt, chỉ GPS, tất cả các hệ thống, tất cả cộng đa băng tần, chọn tự động và Ultra Track. Mỗi thiết lập này sẽ cung cấp những trải nghiệm khác nhau bằng cách kết nối với một dòng sao vệ tinh cụ thể, hoặc cung cấp các khoảng thời gian khác nhau trên một điểm tham chiếu được ghi lại. Cài đặt tắt sẽ vô hiệu hóa các hệ thống vệ tinh cho hoạt động này. Chọn chỉ GPS sẽ bật hệ thống vệ tinh GPS. Tất cả các hệ thống sẽ bật nhiều hệ thống vệ tinh. Sử dụng hệ thống đa vệ tinh cùng nhau sẽ mang lại tiềm năng tăng hiệu suất trong môi trường luyện tập đầy thử thách và xác định vị trí nhanh hơn so với chỉ sử dụng GPS. Tuy nhiên, sử dụng nhiều hệ thống có thể tiêu tốn nhiều năng lượng pin hơn. Chọn tất cả cộng đa băng tần sẽ cho phép nhiều hệ thống vệ tinh trên nhiều băng tần. Điều này có thể cung cấp các bản ghi đường đi nhất quán hơn, cải thiện định vị, giảm lỗi đa đường và giảm lỗi khí quyển khi sử dụng đồng hồ. Khi bạn chọn tự động, bạn sẽ cho phép đồng hồ sử dụng công nghệ Shark IQ để tự động chọn hệ thống đa băng tần tốt nhất dựa trên môi trường của bạn. Cài đặt chọn tự động cung cấp độ chính xác định vị vượt trội trong khi vẫn ưu tiên thời lượng pin. Chọn Ultra Track sẽ ghi lại các điểm theo dõi và dữ liệu cảm biến ít thường xuyên hơn. Bật tính năng Ultra Track sẽ giúp cải thiện thời lượng pin hơn so với các chế độ khác, nhưng sẽ làm giảm chất lượng hoạt động được ghi lại. Bạn nên sử dụng tính năng Ultra Track cho các hoạt động đòi hỏi thời lượng pin dài hơn và yêu cầu dữ liệu cảm biến ít thường xuyên hơn. Khi thiết lập cấu hình vệ tinh mặc định, đồng hồ của bạn sẽ sử dụng cùng một cấu hình cho tất cả các hoạt động ngoài trời. Sau khi hoàn tất, hãy che màn hình bằng lòng bàn tay của bạn để tắt đèn nền và quay lại mặt đồng hồ. Bạn có thể thay đổi cấu hình cho từng hoạt động. Khi bạn muốn sử dụng cấu hình khác cho các hoạt động đó, những thay đổi này có thể kéo dài tuổi thọ pin và làm giảm điểm theo dõi, cho phép bạn ghi lại hoạt động vệ tinh lâu hơn. Để thiết lập cấu hình vệ tinh cho một hoạt động, bắt đầu bằng cách nhấn nút Start, Stop để mở danh sách hoạt động và ứng dụng. Sau đó chọn hoạt động. Cuộn xuống và chọn hoạt động bạn muốn điều chỉnh. Cuộn xuống và chọn tùy chọn hoạt động. Cuộn xuống và chọn vệ tinh. Cuộn qua các tùy chọn và chọn cấu hình mà bạn muốn sử dụng cho hoạt động này. Nhấn nút Back để quay lại màn hình trước đó. Lặp lại quy trình này để điều chỉnh các cài đặt vệ tinh mặc định khác cho các hoạt động của bạn. Và đó là tất cả. Cảm ơn bạn đã xem video. Để được trợ giúp thêm, vui lòng truy cập support.garmin.com.